Khi mà chúng ta kéo một cái giả sử một cái textbox hay một cái nhãn hay một cái tâm gì đi dựa như textbox rồi thì chúng ta muốn có sự kiện phím cho cái này hoặc là chúng ta muốn sự kiện phím cho form thì cái nào cũng được, thì chúng ta bấm vào trong cái phần sự kiện đây nè. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ tìm cái key là phím đúng không, hay là chuột sự kiện chuột cũng được đó. Ví dụ như là key down thì chúng ta sẽ có sự kiện phím. Ví dụ như là chúng ta muốn kiểm tra, ví dụ như là nếu nếu nè ví dụ như nếu đi nếu nè e này chấm nè, các em thấy không, cây ở đây này có những cái sự về cây thấy không đó, ví dụ như cây data hay cây code gì đó, chấm nè đó. Hoặc là cây cái mã cây data đó, thì ở đây thì nó sẽ cho chúng ta lấy những cái dữ liệu của bên hay là ở đây chúng ta thấy cái sheet nè đó, thì chúng ta dùng cái này cũng được ha. Thì ở đây chúng ta có thể sử dụng cái này cũng được nè. Ví dụ như là giả sử chúng ta để ý là ví dụ như là e.key.data bằng ví dụ như là trong trong C# nó có một cái lớp về bàn phím ví dụ như là enter hay escape, nó thấy không đó, ví dụ như là enter này đó, ta thấy không, ý là mình viết như vậy nghĩa là nếu mà nhấn enter thì nó sẽ bắt cái này, hiểu hiểu ý không đó. Nhưng mà cái này nó chỉ bắt ở trên gì, cái textbox này thôi, mình đang con chọn mình đang ở trong cái textbox đó thì nó bắt sự kiện của textbox đó, hiểu hiểu ý không vậy đó. Còn ví dụ như bây giờ các em muốn xử lý chung chung luôn trên 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 mọi ấy thì ở trong chúng ta để ý như vậy nè, nghe nha. Thật ra là khi mà chúng ta sử dụng Windows Form, chúng ta thấy tại sao tự nhiên nó có cái form sẵn như vậy cho mình. Chẳng qua đây là một cái lớp có sẵn. Các em thấy cái lớp thư viện là system.window.form không? Đó, thì mình tạo một cái này rồi á thì nó tự động nó thừa kế từ cái form cho mình luôn, từ thì cái lớp form này nó có một cái phương thức là phương thức xử lý về phím luôn. Thì ở trong C# á nó không giống như bên Java, mình muốn nghĩa là lớp lớp form này nè nó đã có một cái phương thức là xử lý về phím, thì mình muốn viết lại nghĩa là mình thừa kế từ lớp cha rồi nhưng mà mình muốn viết lại theo theo ý của mình thì mình sử dụng cái từ khóa là override, gọi là ghi đè của lớp cha. Các em còn nhớ là trước mình học mình ví dụ như là mình tạo ra cái phương thức nhập của lớp cha xong rồi lớp con mình chỉ gọi, ví dụ như còn nhớ trước mình có gọi từ khóa là lớp cha, rồi mình hay dùng từ khóa là super chấm nhập, nhớ không? Các em còn nhớ cái môn Java đó không? Nhưng bên đây thì mình gọi lại phương thức lớp cha, thì mình muốn viết lại phương thức lớp cha thì bên đây thì dùng từ khóa là bay, nhưng mà bên đây muốn viết lại phương thức lớp cha thì mình sử dụng từ khóa là override, gọi là ghi đè. Vậy là lớp cha đã có cái phương thức này rồi nhé. Nghĩa là lớp cha là lớp nào? Lớp form này nè. Nhớ là bên C# thừa kế là dấu hai chấm. Bên Java của mình là từ extend nhé. Thừa kế hai chấm, vậy là lớp cha đã có cái này rồi. Bây giờ mình muốn viết lại cái sự kiện phím đó thì mình phải viết giống như cái này, giống như mình học thuộc luôn á. Viết đúng như vậy. Và bên đây muốn xử lý phím gì cũng được. Thì trong một số công ty người ta hay dùng cái này. Thì các em chụp lại cái thầy code này, thì muốn các em viết cái đoạn code này, ví dụ như là nếu mà mình mở lên bấm phím up thì nó tự động nó bắt cái sự kiện này, mình bấm phím down thì nó bắt sự kiện này hoặc là mình nhấn phím enter nó bắt. Vậy chúng ta muốn nữa nè, giả sử bây giờ thầy muốn nữa, thầy copy này xuống, vậy là cái này nó sẽ xử lý chung luôn chứ không phải là xử lý một cái. Giả sử bây giờ thầy nhấn này, cái này thì là tổng quát nha, thầy anh chị các em cách tổng quát rồi bạn đã nhấn enter đi. Các em coi nha, bây giờ thầy chạy thử cho em xem nè, thầy nhấn enter này, các em thấy không, các em thấy bắt sự kiện, thấy enter không? Không, thầy để con chọn đâu cũng được rồi nhấn viết up nè, thấy chưa, thấy nó bắt sự kiện không? Vậy là cái này sao nó bắt được tất cả luôn, viết kiểu này. Các em nhớ là ở bên C# cái từ khóa là bay này chính là giống như từ khóa super lớp che nhé, nhớ nha. Bên Java là từ super, còn bên C# là bay ha.
Đó. Thì nhớ nha, vậy là nhớ là mình đang gì? Override, nghĩa là viết lại phương thức của lớp lớp cha. À, rồi bây giờ các em sẽ viết thử cho thầy, các em viết cho thầy vài, nghĩa là cái này bắt buộc phải viết giống rồi nhá, không được sai đâu nhá, cái này không có tạo sự kiện mà mình tự viết lại. Rồi còn ở đây các em muốn xử lý cái gì các em xử lý, nhưng mà nhớ ở đây phải có từ return ở đây nhá, là truyền lại phương thức của lớp cha và lớp cha xử lý cái này cho mình. Rồi bây giờ các em có thể là lấy ví dụ như bị mốt các em làm cái form mà thêm xóa sửa các em á, ví dụ như nhấn chiếc y là insert đi, hay là những chiếc a, D là delete đi, các em muốn tự chặn luôn đó, thì các em có thể dùng thêm cái này. Thì các em thấy hay thấy một số chương trình nó ở phía dưới cái phần thanh trạng thái nó ghi chú cho mình đó, để cho người sử dụng nó nhanh hơn đó. À, rồi bây giờ mọi người sẽ làm cho thầy cái này giống như là một bài tập nhé. Thì các em có thể ghi ví dụ như là bài tập module 1 phần xử lý sự kiện phím đi, được chưa? Các em tạo một cái form thông thường thôi, các em viết cho thầy. Mọi người nắm được chưa? Chứ nhớ nhớ nha. Vậy là cái này cũng dễ đúng không? Cần qua là nhớ cốt. Thật ra nhớ đúng một cái dòng cốt này thôi đúng không? Đúng không em? Còn mấy cái dòng này tương tự mà các em muốn gì, các em cứ nhấn chấm một cái tự động nó hiện ra cho mình liền, nó gợi ý cho mình liền, được chưa? À, rồi còn cái câu này là câu gì? Thông báo thôi. Nhớ là phải có dòng này nha các em. Không có dòng này ở đây không có mấy return này là nó không chạy nha. À. Rồi bây giờ mà thầy sẽ bấm dừng cái này.